Tình yêu của người tuổi Tuất. Tuổi Tuất là những người sống rất thực tế và giản dị. Họ hiếm khi lãng mạn, hài hước nhưng hoàn toàn không phải là người cứng nhắc, nhàm chán. Họ thường tham gia vào những hoạt động thể thao ngoài trời để thư giãn, giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nếu như đem lòng thương nhớ một ai đó, họ không vội vàng bày tỏ tình cảm của mình. Những người này cần có thời gian để tìm hiểu đối phương. Nếu mối quan hệ này thực sự hòa hợp, gắn bó, tuổi Tuất mới có thể mạnh dạn tỏ tình. Có thể nói, họ là những người yêu bằng lý trí nhiều hơn con tim. Tuổi Tuất dễ dàng chinh phục được đối phương nhờ sự chân thành, thân thiện, tốt bụng của mình. Họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, có thể hy sinh mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc. Dù vẻ bề ngoài khá lạnh lùng nhưng tuổi Tuất lại là những người có trái tim ấm áp, chung thủy. Tình yêu của họ ít thể hiện qua lời nói mà qua từng hành động quan tâm, chăm sóc đối phương. Tuổi Tuất mất nhiều thời gian để tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực. Vì vậy khi đã gặp được người tâm đầu ý hợp, họ sẽ trân trọng và yêu hết mình. Nếu kết hôn, họ sẽ dành nhiều thời gian để vun đắp, chăm lo cho đời sống gia đình, tình cảm vợ chồng. Những người này rất biết nhường nhịn, lắng nghe và chia sẻ, vì vậy mối quan hệ hôn nhân của họ rất hòa hợp, hạnh phúc. Đàn ông tuổi Tuất sẽ là chỗ dựa vững chắc cho vợ con và những người thân xung quanh. Họ sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm, làm tổn hại đến danh dự, lợi ích của gia đình mình. Nếu kết hôn với đàn ông tuổi Tuất, cả đời bạn sẽ có cuộc sống ổn định, bình yên, không lo thiếu thốn. Trong cuộc sống không ai là người hoàn hảo và tuổi Tuất thấu hiểu điều đó. Họ luôn cảm thông với những khuyết điểm của người khác và cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Dù người bạn đời của mình có nhiều nhược điểm đi chăng nữa, tuổi Tuất vẫn luôn bao dung và che chở và yêu thương họ. Tuổi Tuất có cách thể hiện tình yêu của riêng mình, âm thầm mà sâu sắc, không vội vã, phô trương. Tuy nhiên, họ ít chia sẻ tâm tư, suy nghĩ, tình cảm của mình cho người khác biết, kể cả là người yêu. Điều đó khiến cho mối quan hệ của họ dường như có một khoảng cách vô hình. Phụ nữ của tuổi Tuất dường như tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Vì vậy với họ, tình yêu thường đến rất muộn. Được rất nhiều người để ý, theo đuổi nhưng những cô nàng này lại chẳng mảy may rung động. Họ đang chờ đợi sự xuất hiện của mẫu người lý tưởng với một tình yêu đích thực. Phụ nữ tuổi Tuất rất thông minh, sau khi kết hôn họ luôn biết cách kiểm soát đúng mức, cân bằng cuộc sống của mình. Nếu muốn đường tình duyên gặp nhiều may mắn, thuận lợi, phụ nữ tuổi Tuất nên mang trên mình những phụ kiện, trang sức màu vàng. Đàn ông tuổi Tuất hợp với màu đỏ biểu tượng của sự mạnh mẽ và thành công.